Thưa quý khán giả, vào hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện về việc tập trung ưu tiên các biện pháp và nhiệm vụ cấp bách trong việc đối phó với khai thác hải sản bất hợp pháp, không tuân theo quy định nhằm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng từ Ủy ban châu Âu. Công điện nhấn mạnh rằng việc thanh tra gần đây của đoàn thanh tra EC đã cho thấy còn tồn tại nhiều vấn đề và hạn chế chưa được giải quyết, như việc các tàu cá vẫn tiếp tục vi phạm trong việc khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài. Ngoài ra, công tác thực thi pháp luật tại địa phương còn chưa đồng bộ và chậm chạp trong xử lý các vi phạm liên quan đến khai thác IUU. Thủ tướng cũng đã đưa ra yêu cầu thực hiện các biện pháp quan trọng và cấp bách nhằm gỡ bỏ thẻ vàng của EC trong đợt thanh tra lần thứ 5. Cùng với cả nước, Kiên Giang, tỉnh có đội tàu đánh bắt lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long, cũng nỗ lực đặt mục tiêu gỡ thẻ vàng của EC trong thời gian sớm nhất. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đã triển khai nhiều biện pháp tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn tàu cá ngư dân đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài. Ghi nhận tại thành phố Phú Quốc, nơi có khá nhiều tàu đánh bắt xa bờ. Phường An Thới, thành phố Phú Quốc có 634 phương tiện hoạt động đánh bắt hải sản trên biển. Nhờ lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền nên ngư dân địa bàn nắm được các quy định của pháp luật về khai thác thủy sản. Bà con cũng thấy được hệ lụy nghiêm trọng của việc khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Đánh bắt thì cũng đánh vòng vòng đây không à, chứ ra nước ngoài thì cũng sợ, không dám ra ngoài. Thì ở đây thì chúng tôi khai thác thì đúng theo quy định của tiền tiền đưa ra. Nhưng mà cái đó là thấu hiểu được, chứ để bây giờ vi phạm thì cái vùng biển nước ngoài thì nó ảnh hưởng đến rất nhiều cái chung của đất nước. Ở đây chúng tôi là cũng nghiêm chấp hành nghiêm chỉnh đàng hoàng. Với mục tiêu ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá của ngư dân trên địa bàn vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép, đồn biên phòng cửa khẩu An Thới đã chỉ đạo các trạm phối hợp kiểm tra kiểm soát chặt chẽ hoạt động tàu cá ra vào cảng do đơn vị quản lý. Tất cả mọi phương tiện ra vào bến đều phải xuất trình mọi thủ tục giấy tờ, đăng ký giấy phép khai thác, đăng kiểm, bảo hiểm thuyền viên và danh sách thuyền viên, nhật ký khai thác và thiết bị giám sát hành trình phải còn hoạt động thì mới được xuất bến. Còn cương quyết các phương tiện không đủ thủ tục, không có thiết bị giám sát hành trình, không cho ra khỏi cửa. Việc tháo gỡ thẻ vàng không chỉ giúp mặt hàng thủy sản Việt Nam thuận lợi xuất khẩu sang các nước, mà còn góp phần giúp hoạt động nghề cá của tỉnh Kiên Giang phát triển an toàn bền vững. Vì vậy, rất cần sự chung tay của ngư dân cùng phối hợp trong việc nâng cao nhận thức về quy định IUU, qua đó sớm chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, góp phần cùng với một số địa phương trên cả nước tháo gỡ thẻ vàng của EC. Trên lĩnh vực xuất khẩu, theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu và chế biến thủy sản Việt Nam, 9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Trung Quốc và Hồng Kông đạt 454 triệu đô la Mỹ, giảm 6%. Nhưng điểm tích cực là trong quý 3, xuất khẩu tôm sang thị trường này đạt hơn 173 triệu đô la Mỹ, tăng 15% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu sản phẩm tôm xuất khẩu sang Trung Quốc và Hồng Kông, tôm chân trắng chiếm 53,2%, tôm sú chiếm 22,7%, còn lại là tôm khác. Giá xuất khẩu tôm thẻ chân trắng sang Trung Quốc 9 tháng đầu năm 2023 dao động từ 4,9 đến 7,9 đô la một ký, trong khi giá trung bình tôm sú đông lạnh xuất khẩu sang thị trường này dao động từ 8,2 đến 13,8 đô la một ký. Ngành hàng rau quả cũng có mức tăng trưởng cao kỷ lục. Hiện các nhà máy rau quả tại đồng bằng sông Cửu Long rất phấn khởi khi đơn hàng vào 2 tháng cuối năm tiếp tục tăng mạnh. Thông tin chi tiết từ phóng viên Quỳnh Tâm. Ở đây là lô ớt hữu cơ đang chuẩn bị xuất khẩu sang thị trường Úc. Nhờ đơn hàng cuối năm tăng khoảng 30% nên nhà máy tại đây phải tăng ca sản xuất để kịp tiến độ giao hàng. Theo các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu rau quả ở đồng bằng sông Cửu Long, các tháng cuối năm có nhiều lễ hội nên các đối tác tăng cường nhập khẩu. Trong đó, Trung Quốc là thị trường đứng đầu nhập khẩu rau quả của nước ta, chiếm tới 65% tổng kim ngạch, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở thống kê mới nhất từ Hiệp hội Rau quả Việt Nam, 10 tháng qua xuất khẩu rau quả đã mang về hơn 4,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 78,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đạt mức tăng kỷ lục này là nhờ sản phẩm rau quả Việt Nam đảm bảo chất lượng cao và xuất khẩu bằng đường chính ngạch đi vào các thị trường cao cấp. Ở đầu tư chế biến các sản phẩm hữu cơ như thế này, đặc biệt là chinh phục các thị trường khó tính, sẽ giúp cho ngành rau quả Việt Nam tiếp tục bứt phá hiệu quả và bền vững hơn trong thời gian tới.
được xem là khu kinh tế đêm sầm uất bậc nhất của đất Tây Đô. Phố đi bộ Ninh Kiều ngày thường vốn đã rất đông đúc, nhưng vào tối qua lại trở nên nhộn nhịp hơn hẳn bởi sự kiện Ngày Văn hóa Du lịch Ninh Thuận tại Cần Thơ năm 2023. Sự kiện được Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức với chủ đề Ninh Thuận miền đất hội tụ những giá trị khác biệt, diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, đặc sắc vùng miền. Khác với ngày thường, phố đi bộ Ninh Kiều vào tối qua lại ngập tràn sắc màu, lung linh và huyền ảo. Đó là điệu múa của đồng bào Chăm, hay sôi nổi bởi những thanh âm trầm bổng, du dương cùng bộ nhạc cụ đàn đá. Đàn đá là một trong những nhạc cụ mà hồi xưa các dân tộc đồng bào ít người họ đã sử dụng trong các lễ hội nhỏ, và sau này đàn đá đã lan tỏa nhiều hơn, và một người vì đàn đá, tôi mong muốn nó sẽ lan tỏa những giá trị tốt đẹp, những giá trị văn minh và những giá trị mà mọi người ở Cần Thơ chưa biết về Ninh Thuận hay là các vùng đất khác mà có đàn đá. Ngoài được thưởng thức các tiết mục biểu diễn nghệ thuật, người tham gia sự kiện còn được tận mắt chứng kiến bàn tay tài hoa, khéo léo của các nghệ nhân làm gốm và thổ cẩm trình diện chế tác sản phẩm truyền thống. Thông qua cái ngày hội du lịch của tỉnh Ninh Thuận tại thành phố Cần Thơ thì em thấy nó có sự giao thoa văn hóa rất là đặc biệt, và cũng như nó làm cho nên là đa dạng hơn nhiều cái sự gọi là các loại hình du lịch ở tại thành phố Cần Thơ, là làm cho mình cảm thấy là ngoài cái dân tộc Kinh thì đồng bào dân tộc Chăm cũng có nhiều cái nét đặc biệt hấp dẫn để quảng bá nhiều hơn nữa đến du lịch trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, sự kiện còn có 24 gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm du lịch và ẩm thực đặc trưng của tỉnh Ninh Thuận như gốm bào trúc và dệt thổ cẩm mỹ nghiệp. Mục đích tổ chức cái sự kiện lần này là nhằm để mà kết nối hợp tác với lại tỉnh thành phố Cần Thơ trong vấn đề là phát triển văn hóa và du lịch giữa hai địa phương. Đồng thời là thông qua cái sự kiện này đó là nhằm mục đích là Ninh Thuận là giới thiệu với quảng bá về nét đẹp văn hóa của các dân tộc trong tỉnh Ninh Thuận, và giới thiệu về cái du lịch cũng như là cái ẩm thực của tỉnh Ninh Thuận đến với nhân dân, du khách tại tỉnh Cần Thơ. Sắp tới, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Ninh Thuận cùng với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long phối hợp thực hiện một số chương trình phát triển xúc tiến du lịch, mục đích là đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp không khói trên phạm vi cả nước. Tin an ninh trật tự. Cơ quan an ninh điều tra thuộc Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 5 bị can là cán bộ của Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. 5 bị can gồm Trần Quốc Hùng, Phó phòng cấp phép và quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương, Trịnh Văn Đoàn, chuyên viên phòng cấp phép và quan hệ công chúng, Nguyễn Hữu Khải, trưởng phòng kinh doanh mua điện, công ty mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Đỗ Ngọc Tuyền, chuyên viên phòng kinh doanh mua điện, Trương Hoàng Dũng, chuyên viên phòng kỹ thuật và công nghệ thông tin, công ty mua bán điện. Cả 5 người bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ bé gái sơ sinh nghi bị bắt cóc, theo báo cáo của Sở Y tế Bình Dương, vào chiều ngày hôm qua, một người phụ nữ trung niên đeo kính, mặc quần trắng, áo đỏ, đi vào khoa phụ sản. Khi vào thang máy thì người này khoác thêm áo blue trắng. Sau khi đi lại nhiều lần trước phòng bệnh thì người phụ nữ này vào trong bế bé gái sơ sinh và nói với gia đình là đưa bé đi chích ngừa. Tuy nhiên người phụ nữ đi ra ngoài, bỏ bé gái vào túi xách rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Nghi đây là một trường hợp bắt cóc, ngay sau đó công an đã tìm được bé cách hiện trường hàng chục cây số. Một nhóm buôn lậu điện thoại di động từ nước ngoài về thành phố Hồ Chí Minh trị giá 300 tỷ đồng vừa bị công an thành phố triệt phá. Băng nhóm tội phạm này do Ngô Tấn Đạt, ngụ phường 6, quận 10 cầm đầu. Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã vận chuyển trót lọt trên 22.000 điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay các loại từ Campuchia về thành phố Hồ Chí Minh qua đường bộ để cất giấu, tiêu thụ tại địa bàn thành phố và nhiều tỉnh thành khác. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can và bắt giam Ngô Tấn Đạt và một đối tượng khác liên quan là Nguyễn Văn Giang về tội buôn lậu.
Ngày hôm qua, camera giám sát ghi lại đoạn clip cho thấy hai nam thanh niên đi trên một xe máy, giờ mua cà phê, rồi bất ngờ cướp điện thoại của cô gái. Sự việc được cho là xảy ra tại thành phố Rạch Giá của tỉnh Kiên Giang. Khi đó, thì hai nam thanh niên đi trên xe máy dừng trước một quầy bán cà phê mang đi. Đối tượng ngồi phía sau bước vào trong, giờ mua nước uống. Khi nữ nhân viên đang pha chế cà phê và quay qua một cốc khác để lấy nước đá, thì nam thanh niên bất ngờ cướp điện thoại của nữ nhân viên. Đối tượng nhanh chóng chạy ra xe của đồng bọn đang chờ sẵn rồi tẩu thoát. Khi phát hiện sự việc, nữ nhân viên hốt hoảng hô hoán trong chua giọng. Theo camera an ninh, toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong khoảng 30 giây. Mới đây, Công an tỉnh Cà Mau đã chia làm nhiều mũi, kiểm tra và bắt quả tang nhiều đối tượng, trong đó có cả nữ, đang tham gia đánh bài ăn tiền tại thị trấn Nam Căn, huyện Nam Căn. Tại thời điểm kiểm tra, trong căn nhà của Lâm Minh Tuấn có 13 đối tượng, trong đó có 4 nữ liên quan đến hành vi đánh bài ăn tiền đã bị tạm giữ. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ tạm thu 50 bộ bài, kiểm tra trên người các đối tượng và xung quanh chiếu bạc, công an tạm giữ hơn 170 triệu đồng và 13 điện thoại di động. Theo điều tra ban đầu, Tuấn là người đứng ra tổ chức cho các đối tượng đánh bài để thu tiền sâu. Hiện vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Huyện Châu Thành của tỉnh Hậu Giang tiếp giáp với nhiều tỉnh thành như Cần Thơ, Vĩnh Long, Sóc Trăng và có nhiều tuyến quốc lộ đi qua. Do đó, đây cũng là địa bàn nhạy cảm về an ninh trật tự. Vì tội phạm có thể ra tay ở địa phương khác nhưng di chuyển tẩu thoát qua địa bàn huyện. Để chủ động bảo đảm an ninh trật tự, những ngày qua, Công an Châu Thành đã tăng cường công tác tuần tra, qua đó kịp thời phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội nguy hiểm. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Hỏi tên gì? Qua công tác tuần tra vũ trang, mới đây Công an xã Đông Phước A bắt đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp là Lưu Kim Lâm, không nơi thường trú, thu giữ nhiều công cụ gây án. Lâm khai vừa từ tỉnh Sóc Trăng đến huyện Châu Thành tìm tài sản để trộm nhưng chưa kịp thì bị bắt. Ngoài ra, Lâm còn thừa nhận đã thực hiện 4 vụ trộm xe mô tô trên địa bàn này. Trong thời gian vừa qua, tình hình tội phạm, đặc biệt là tội phạm cướp giật tài sản, tội phạm trộm cắp tài sản thì xảy ra thường xuyên tại nhiều địa bàn. Nhận định tình hình trên, thì lực lượng công an xã đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với lực lượng quân sự trong tuần tra vũ trang, đặc biệt là các tuyến lộ nông thôn sâu và các thời gian trọng điểm như từ 0 giờ đến 4 giờ sáng. Cũng qua công tác tuần tra, khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày 10 tháng 10, tổ tuần tra công an huyện Châu Thành và công an thị trấn Ngã Sáu phát hiện đối tượng Huỳnh Tuấn Vũ, trú thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, điều khiển xe mô tô có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành kiểm tra. Bắt quả tang Vũ cất giấu 8 bịch ma túy đá có tổng khối lượng gần 2,2 gram. Hơn 2 tháng trở lại đây, từ công tác tuần tra, công an huyện Châu Thành đã phát hiện 6 vụ tội phạm về trật tự xã hội, kinh tế, ma túy, bắt 8 đối tượng, đa số là người ngoài tỉnh. Tình hình tội phạm về trật tự xã hội cũng như kinh tế, ma túy từ nay đến cuối năm thì diễn biến rất phức tạp, đặc biệt là trước Tết Nguyên đán năm 2024. Thì xuất phát từ vấn đề đó thì được sự chỉ đạo của ban lãnh đạo công an huyện thì đội cảnh sát hình sự là chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các đội nghiệp vụ như công an các xã thị trấn tăng cường tuần tra vũ trang như mật phục khép kín địa bàn, đặc biệt là vào giờ là từ 0 giờ đến 3 giờ sáng, hay là tập trung vào các tuyến địa bàn trọng điểm và cũng như các đối tượng là thường xuyên có tiền án tiền sự gây rối tự đánh nhau như có hành vi vi phạm lực để tập trung để răn đe như kéo giảm tội phạm trong thời gian tới. Trước dự báo về tình hình tội phạm từ đây đến cuối năm, thì bên cạnh công tác tuần tra của lực lượng công an, người dân cũng cần hết sức cảnh giác, không được chủ quan trong việc bảo vệ tài sản. Bà con cũng cần tích cực tham gia cùng cơ quan công an trong đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Còn bây giờ là thời gian cho những thông tin về thời tiết. Xin chào chị Hằng My. Thời tiết ở Nam Bộ ngày hôm nay có nóng nhiều không ạ? Dạ vâng, xin chào chị quay VTV Cần Thơ và quý vị khán giả. Do nắng sớm nên lúc này trời đã khá nóng rồi đấy ạ. Và càng về trưa thì nắng càng mạnh và cảm giác nóng càng rõ rệt hơn. Cụ thể, trong trưa và đầu giờ chiều nay thì nhiệt độ cao nhất ở tại thành phố Cần Thơ, Châu Đốc, Cao Lãnh, Bến Tre, Trà Vinh hay là ở tại thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh,
Thủ Dầu Một, Đồng Phú, Biên Hòa khá nóng ở ngưỡng là 33 cho đến 34 độ, chỉ ít nơi 32 độ như là ở tại Bạc Liêu hay là Cà Mau. Đến chiều tối thì những cơn mưa có thể xuất hiện ở vài nơi, chủ yếu là mưa nhỏ với lượng không quá 25mm. Thời tiết nắng nhiều, rất thuận lợi cho các hoạt động ở ngoài trời của quý vị. Tuy nhiên thì quý vị cũng cần lưu ý, trời nắng như vậy, chỉ số tia cực tím hay còn gọi là tia UV cũng sẽ lên cao. Theo dự báo, mức UV ở tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ hay là ở Cà Mau ở ngưỡng là mức 8 đến mức 9. Đây đều là mức gây hại rất cao cho da và mắt của chúng ta. Vì vậy, ngoài việc mặc quần áo dài tay, đội mũ rộng vành, đeo kính râm thì quý vị cũng nên lưu ý là nên sử dụng kem chống nắng phù hợp với từng loại da để hạn chế tác hại của tia cực tím. Nên bôi lại kem chống nắng sau khoảng mỗi 2 tiếng và chọn loại kem chống nắng phổ rộng sẽ khá là hiệu quả để giúp quý vị chống lại được cả hai loại tia cực tím gây hại cho da, đó là tia UVA và UVB. Về dự báo cụ thể tại Phú Quốc hôm nay, trời có nắng mây đang xen cho đến đầu giờ chiều, nhiệt độ cao nhất ở đây ở ngưỡng là 32 độ. Nếu ở lâu ngoài trời nắng thì quý vị sẽ cảm thấy khá là nóng. Khoảng đầu giờ chiều cho tới tối thì trời sẽ chuyển mưa dông, gió mạnh. Quý vị nên sắp xếp kế hoạch phù hợp để tránh ở ngoài trời khi mà trời đang có dông gió. Đến đêm thì mức nhiệt thấp nhất chỉ ở khoảng là 26 độ, trời khá mát mẻ. Trên biển, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau Kiên Giang cảnh báo được có mưa dông, dễ đi kèm lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa giảm xuống còn từ 4 đến 10 km. Quý vị có lịch trình ra vào các đảo cần chú ý an toàn. Quý khán giả thân mến, từ lâu, vẻ đẹp bình dị của dòng sông, bến nước, của những vườn cây ăn trái hay những điểm du lịch sinh thái được xem là điểm nhấn của miền Tây Nam Bộ. Đây cũng là lợi thế trong việc thu hút du khách của vùng đất này. Phần cuối chương trình, mời quý khán giả cùng phóng viên miền Tây hôm nay là một chuyến trải nghiệm miền cây lành trái ngọt Phong Điền, nơi được mệnh danh là giữa trái cây của thành phố Cần Thơ. Cái này là bánh mặn mình sẽ trùng chung với nước mắm, thêm một tí xíu nước cốt thì hương vị nó sẽ đậm đà ngon hơn ạ. Còn riêng đây bánh chuối hấp này thì mình sẽ trùng với nước cốt này thôi. Thường thì một vài khách sẽ thích béo hơn, mình có thể dùng bánh da lợn với bánh phơi mì nướng kèm nước cốt, còn nếu không thích béo quá thì mình có thể dùng không. Những món này là mình làm ở tại khu du lịch luôn, mình sẽ có nhân viên làm tại ngày trong ngày mình sử dụng luôn á, không có để qua một vài ngày để khách sử dụng, mình đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh luôn. Chỉ với 60.000 đồng, du khách đã có thể thoải mái thưởng thức các loại bánh dân gian. Bánh rất là ngon, tôi rất thích ăn bánh khoai mì nướng này. Hy vọng nhiều du khách nước ngoài cũng sẽ đến Việt Nam tham quan. Sau buffet bánh dân gian sẽ là các hoạt động trải nghiệm để du khách hòa mình vào thiên nhiên. Rất là thoải mái. Nhiều khi mình có cái gì đó, mình ngồi đây mình chụp hình chụp ảnh, mình cảm thấy nó cũng thoải mái và nó làm cho con người mình nó khó diễn tả lên được cái cảm giác đó. Với lại phong cảnh chụp hình rất là đẹp. Lướt nhẹ trên dòng nước bằng chiếc xuồng ba lá, len lỏi trên con rạch rợp bóng cây, tận tay hái những trái chín. Tôi xây dựng cái mô hình này là để cho bà con được trải nghiệm cái vườn sinh thái thật sự. Vô đây là không có bê tông quá ha, cây xanh mát mẻ. Khi em vô đây là em có cảm giác như em về quê hương mình. Dạ đúng rồi. Có chim hót nè, có cây xanh, có cây trái đầy đủ. Đâu? Hoạt động câu cá cũng làm cho du khách vô cùng thích thú. Sau một buổi trải nghiệm thì ngay bây giờ chúng tôi sẽ thưởng thức bữa trưa bằng những món ăn đồng quê và thưởng thức những loại trái cây tươi ngon mà vừa được hái xuống. Đến đây, miền Tây hôm nay buổi trưa xin được kết thúc. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại lúc 18 giờ chiều nay.